chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của bếp nhà Alisa. Mọi người thấy bánh bột lọc ngon không nè? Hôm nay em chia sẻ với mọi người cách làm bánh bột lọc ngon, đơn giản, bánh rất dai và mềm. Và em sẽ chia sẻ cách để cho các bé phụ mẹ làm ha. Các bé rất là thích nghịch bột, nhưng các bé làm cách này bánh vẫn đẹp và rất là dễ, không bị bể bánh ha. Và chúng ta cùng vào bếp nhé. Đầu tiên là khâu làm nhân ha. Khâu này thì mẹ làm hoàn toàn rồi vì bé không thể sắc thịt và tôm được. Nhân chúng ta gồm có hành sắc nhỏ nè, tôm nè. Và mọi người xin lưu ý là tôm á, thì nếu mà cho các bé ăn thì nhớ lột vỏ ha. Và thịt thì chúng ta cắt nhỏ luôn, cắt khoảng chừng bằng cái đũa đó, xong rồi cắt ngắn khoảng chừng một đốt ngón tay ha, hoặc dài hơn một chút xíu. Tôm cũng vậy, chiều dài thì bằng hơn một đốt ngón tay và nhỏ nhỏ bằng cái đũa thôi. Sau đó rồi chúng ta bắt đầu cho bếp nóng lên, rồi cho chảo lên và bắt đầu chúng ta làm nhân ha. Khi chảo bắt đầu nóng thì ta cho khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn vô. Và kế tiếp sau đó chúng ta lắc đều cái chảo cho dầu bám thành chảo ha. Xong sau đó thì chúng ta cho hành vô và chúng ta phi hành, nhưng mà cũng không cần vàng lắm đâu. Hành hơi chín tới là chúng ta có thể làm được rồi. Tiếp theo sau đó chúng ta cho một muỗng ớt. Em dùng cái loại ớt không cay để em lấy màu thôi nha. Em không có xài màu điều mà em xài ớt. Cái loại này là nó hay bán ở chợ Hàn Quốc rất là nhiều và nó đề ớt không cay và em đã làm nhiều lần rồi ha. Tiếp theo sau đó mình cho thịt vô mình đảo. Đảo dài dòng cho thịt hơi săn lại và mình nêm nếm gia vị nhé. Rồi, và khi bắt đầu thịt hơi săn lại thì chúng ta lấy cái muỗng mà chúng ta múc ớt lúc nãy đó, chúng ta cho vô 2 muỗng nước mắm luôn nha. Rồi tiếp tục chúng ta đảo đều cho nước mắm ngấm vô thịt. Và tiếp theo sau đó em cho nửa muỗng cà phê bột nêm nha. Chúng ta lại đảo đều một lần nữa. Thịt lúc này đã ngấm gia vị rồi thì chúng ta dằn vô trong thịt nửa muỗng đường, cái muỗng múc nước mắm lúc nãy đó nha mọi người. Và tiếp theo sau đó chúng ta lại trộn đều cho thịt một lần nữa để thịt thiệt là ngấm gia vị. Xong rồi thịt hơi cạn một chút xíu, chúng ta cho tôm vô. Và đặc biệt là tôm rất là dễ chín cho nên chúng ta chỉ cần đảo dài dòng thôi nha. Sau đó chúng ta thấy tôm đã chuyển màu hết thì chúng ta tắt bếp và để nguội để ở đó. Chúng ta bắt đầu đi làm bột nha. Trước tiên khi làm bột thì chúng ta phải nấu một nồi nước nhỏ thiệt là sôi ha. Sau đó em lấy cái máy KitchenAid của em ra, em đánh bột cho nó lẹ đó, cho bột nó được đều nữa. Này em dùng cái móc đó để em đánh bột nha. Và nhân thì mỗi người làm mỗi kiểu, miễn sao có tôm thịt là bánh bột lọc nó ngon. Nhưng mà mấy lần trước á, thì em dùng bột của bột gói nó pha sẵn á. Nhưng mà em dùng cách này á, là theo công thức của chị Xuân Hồng. Chị làm hoàn toàn bằng bột năng và thêm một muỗng cà phê muối vô trong bột ha mọi người. Chỉ hoàn toàn bằng bột năng thôi, nhưng mà mình đánh bằng cái KitchenAid này cho nên là bột rất dẻo và khi làm á, rất là dễ và bánh rất là ngon. Chỉ một gói đó và không có bột gì khác, và thêm một muỗng cà phê muối nha mọi người. Và bắt đầu nồi nước của chúng ta đã sôi thì cái số lượng nước này em nấu là 2 cup, nhưng mà tùy theo bột của mình là bột cũ hay bột mới cho nên là mình liệu cái bột của mình nha, chứ không phải là đổ luôn một lúc 2 cup. Và máy bắt đầu khởi động thì chúng ta cho trực tiếp cái nước sôi mình mới nấu đó trực tiếp vô mình đánh ha. Và nhớ là mọi người đổ từ từ ha. 2 cup nước mà em thấy còn dư khoảng chừng nửa cup nữa mà em thấy bột được rồi cho nên em không cho vào, và bây giờ em cho máy chạy nhanh hơn. Và sau khi máy đã chạy đều bột thì ta tắt máy và bắt đầu lấy bột ra nha. Và chúng ta nhớ cho một ít bột ra ngoài cái khay để chúng ta làm áo bột cho nó khỏi dính tay.
Rồi và lúc này ta bỏ cái nhân của chúng ta mới xào ra một bên. Chúng ta đổ bột ra nha. Và sau khi lấy bột ra thì chúng ta nhồi lại một lần nữa cho bột thiệt là dẻo nha. Và sau khi ta nhồi một lần nữa và cảm thấy bột đã dẻo mịn thì ta chia bột ra làm hai phần ha. Chúng ta lấy cái giấy bịt thức ăn và che bột lại cho bột khỏi bị khô. Sau đó chúng ta lấy một cái thớt và thoa bột lên và lăn cục bột của mình dài ra ha. Bắt đầu chúng ta chia bột ra thành những viên nhỏ. Nếu chúng ta thích bánh bự thì chúng ta sẽ cắt dài một chút. Còn nếu mà muốn nhỏ nhỏ vừa ăn thì chúng ta cắt nhỏ ha, cho những cục bột nó thiệt là đều nhau. Xong sau đó chúng ta tiếp tục thoa bột lên lòng bàn tay cho khỏi dính. Và chúng ta dàn một cục bột nhỏ ra, hơi mỏng mỏng thôi ha mọi người. Rồi, tiếp theo sau đó chúng ta sẽ lấy một miếng tôm nhỏ và một miếng thịt. Đó, chúng ta bỏ vô giữa lòng cái bánh ha. Nếu mà mọi người thích ăn thịt mỡ thì mình làm thịt ba rọi ha. Còn nhà em anh ấy không có ăn được thịt mỡ cho nên em làm, đa phần em làm toàn là thịt nạc không á. Tiếp theo mình chỉ gấp đôi cái bánh lại và đặt xuống dưới thớt. Sau đó mình lấy cái nĩa và tẩm bột ở cái đầu nĩa ha. Rồi mình ấn vô cái rìa bánh. Mọi người cứ ấn thôi, mình ấn và mình kéo nhẹ một chút xíu. Nhớ thấm bột vô đầu nĩa cho khỏi dính nha. Và sau đó tiếp tục chúng ta lật ngược cái bánh lại. Và tiếp tục ta ấn mặt bên này ha. Đó, mọi người cứ lấy cái đầu của cái nĩa đó, chúng ta ấn. Rồi, như vậy là xong, đơn giản ha mọi người. Mình không có đụng gì tới cái phần trong của bánh á, cho nên là bánh rất là mịn mà nó không bị rách. Bánh rất là đẹp. Và tiếp tục chúng ta thoa bột áo lên tay và chúng ta làm cái tiếp theo nha. Đó, mọi người cứ dàn mỏng ra ha. Dàn tròn được là cái tốt, còn không thì không có hơi hơi cũng được, không sao đâu mọi người. Rồi, tiếp tục chúng ta lại cho một miếng tôm và một miếng thịt vô ha. Đó, cho vô giữa. Nếu chúng ta muốn ăn nhiều thì chúng ta lấy hai miếng cũng được. Sau đó chúng ta chỉ có gấp đôi cái bánh lại thôi, đừng có bóp gì hết nha. Rồi, lại tiếp tục đặt xuống. Đó, em làm từ từ thôi đó. Mọi người nhớ thoa cái bột vô đầu cái nĩa đó cho nó khỏi dính nha. Rồi chúng ta ấn. Nếu mà chỗ nào mà chúng ta cảm thấy chưa ấn chặt á, thì chúng ta quay lại cho cái nĩa ấn một lần nữa cũng được, không có sao đâu. Rồi, đó. Mọi người nhìn thấy em làm từ từ cho mọi người thấy ha. Chứ nếu mình làm luôn á, mình ấn rất là nhanh mọi người ạ. Bánh rất đẹp và không bị lủng nên là không bị lòi cái miếng nhân ra ngoài ha. Chúng ta làm cái tiếp theo nè. Làm như em rất là đơn giản cho nên là các bé cũng có thể phụ mẹ được. Mẹ cứ cho bé thử đi, bé nghịch những cục bột và làm ra những cái bánh rất xinh, là đảm bảo bé rất là thích. Rất là dễ để ra những cái bánh rất là đẹp và xinh đúng không mọi người? Không hề bị rách ha. Và tiếp tục đây mọi người thử nhìn bé gái nhà em làm nha. Rồi làm sao nữa không? Cho thịt vô. Cho thịt. Tôm. Tôm. Con đừng múc nước vô. Con gạn cái nước đi nhé. Dạ mama. Rồi. Cái là 2 miếng. 2 miếng tôm thì con khỏi cho thịt cũng được. Rồi, con để vô giữa đi, để tôm này rồi vô giữa rồi. Sao nữa? Rồi con đặt lên thớt đây nè, thớt bên má nè. Người thấy không? Bé làm cũng được nữa. Đó, giỏi chưa? Cho các bé mà làm cái này á, thì nào cũng bị rách à. Nhưng mà làm theo cái cách này là nó... Rồi, cho vô đi con. Con khoe coi nào. Đó. Rồi, con cho vô quá. Đi. Dễ quá kìa. Mỏng lắm này. Không lấy nước mọi người. Và lấy thịt con.
không lấy nước. Giỏi chưa? Kế tiếp, sau khi hai má con em nặng bánh xong thì đi luộc bánh nha mọi người. Mình để một nồi nước lên trên bếp cho sôi và sau đó mình đi làm nước chấm nhé. Nước chấm hôm nay gồm có tỏi băm, ớt băm, chanh, đường, nước mắm và một ít nước lọc. Và đây là công thức em pha theo gia đình em, còn mọi người nhớ gia giảm theo gia đình mình cho phù hợp nha. Đầu tiên em cho 2 muỗng rưỡi đường. Và kế tiếp em sẽ cho nước. Và số lượng nước là gấp đôi lượng đường nha. Là có nghĩa là 5 muỗng nước. Và đây là công thức em pha theo khẩu vị của gia đình em. Cho nên là nếu mà mọi người thích ăn mặn hay lạc thì mình có thể gia giảm lượng nước và lượng nước mắm. Tiếp theo sau đó chúng ta quậy lên nha. Và kế tiếp chúng ta sẽ vắt chanh. Sau đó chúng ta lại tiếp tục quậy đều lên. Và tiếp theo mình sẽ cho nước mắm. Và liều lượng hôm nay em cho lượng nước mắm bằng với lượng nước là 5 muỗng nước mắm nha. Tiếp tục chúng ta sẽ quậy đều một lần nữa. Bước tiếp đến, mình sẽ cho tỏi vô. Và lần này nếu mà nhà các bé có ăn được nước mắm thì mọi người sẽ múc ra ở cái khâu này nha, cho nước mắm không có bị cay á. Rồi sau đó mình mới cho ớt vô. Rồi sau khi mình đã múc ra cho các bé thì tiếp theo mình sẽ cho ớt vô. Và chúng ta sẽ quậy lên một lần nữa. Vậy là chúng ta xong nước mắm rồi đó. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ làm mỡ hành. Thì mỡ hành làm thì rất là đơn giản, chỉ cần cắt hành nhỏ và chúng ta chế dầu ăn. Khoảng chừng 2 đến 3 muỗng dầu ăn là được. Sau đó chúng ta sẽ rắc vài hạt muối và cho vô microwave 30 giây. Và đây là chén mỡ hành của chúng ta, rất là xanh đúng không mọi người? Và chúng ta chờ nồi nước sôi lên ha. Bắt đầu chúng ta sẽ cho bánh vô, chúng ta luộc. Mọi người cho từ từ từng ít một nha, đừng cho bánh đè lên nhau. Sau khi bánh chín sẽ nổi lên mặt nước, chúng ta sẽ nhẹ nhàng chở bánh hoặc là chúng ta đảo đều bánh một chút xíu. Chờ khoảng chừng 1 phút là chúng ta có thể vớt bánh ra được rồi nha. Chúng ta vớt bánh ra dĩa để cho nó ráo nha. Và tiếp theo sau đó chúng ta lại luộc cho hết cái số bánh còn lại nha. Và đây là những chiếc bánh cuối cùng mình vớt ra để ráo nước và chỉ cần chan mỡ hành lên là xong nha. Và đây là thành phẩm cuối cùng, bánh rất là ngon đúng không mọi người? Bánh sau khi luộc không hề bị nát hay là bị rớp nhân ra ngoài, mặc dù bé gái nhà em nó phụ làm với em. Cho nên em chia sẻ cách này rất là đơn giản cho các bé bắt đầu tập để giúp đỡ mẹ nha. Và video chia sẻ ngày hôm nay em dừng tại đây. Mọi người coi video nếu thích đừng quên ấn like và đăng ký kênh của bếp nhà Alisa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và làm ra những món ăn gia đình thật là ngon. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye!